cảnh live cam ở Côn Đảo hầu như là không có, chỉ có cảnh tiêu un quay thôi. Đây là vùng đất cấm, cấm quay phim bằng live cam. Tôi muốn quay thêm một xíu nữa nhưng mà chắc thôi được rồi, bởi vì không muốn vi phạm vào pháp luật. Chụp hình nữa hả? Có gì đâu mệt, yếu đuối dữ. Nực. Nực quá hả? Nhảy xuống biển bơi đi. Chụp cảnh này hả? Vâng. Dạ ok. Chụp nhìn vô hình.